vừa cháu nghe rồi, còn có sườn khác không bạn? Bài còn bài khác không? Nha. Bà hát bài sườn dạy con cái đi bà. Bát ơi trường bát mê cho con chó chim que que nó hót vang ve khuya đêm ở nhà cà quang bồ đốc mang con mê ở nhà vàng bữa dương ôn ngày bồ đốc mê ở vàng bữa dương ùn mang châu chuông ơi chim rồi à càng bồn chén cho ùn xin mu nà trăm ở lại càng bảy rồi cho ùn xin mu nà trăm vàng để ùn về đang bôn xa ngò đồ qua nơi gian nà dầu lúc đi ùn kia rên con gian nơi dông con nhang ngay đã cầm bơm cơm mà bồn bực ùn con đang gần đình được ăn tru mân ở nàng được ăn tru chứ đã mò cỡ rên cô đang ở đàng được ăn nàng chứ đã mò cỡ rên cô ràng rèn chiều nghe ảnh lăng đôi à đà mọc không có điện lễ nhớ không cha đã biển ở đà ăn cơm chịu lô ông xa vòm ông rác ủng lô ông xa đô nghĩa con trời mưa già cài dặn ủng lạc con qua trời nắng tròn ngư say ồ con có ngay nó bổn rinh cửa vô mà rinh nha con già hồi qua nặng chìm rồi đêm khuya cả quang nên nó hụt quân nó có đôi con ở lìa là trang đôi bao ở về ra con ở nó đây hụt chiều đôi lạc lìa chia đôi lạc đan là trang bên ở ùn rải nhà ôi hết chăm bằng đã đặt bài nữa bà ơi mấy khi cháu về đây cháu đi từ xa về bà tặng cháu bài nữa đi bà có mệt không? Ê? Bà hát bà có mệt không? Mệt. Thế là tặng cho cháu nha. Dạ. Mang an à lại ủ có khét cán bộ đến trong đun công nhà để đi siêu siêu tâm dân ca sẽ ngã trở về ra rồi mới mình chứ tôi ở một năm mỗi chuỗi yêu mình ra cái đeo cắn ở chị đeo khuyên chỉ nhiều mình chứ mù cười cho sốn ở sườn hạt rồi sốn về đình đu nà con nha lúc nó sốn ngôi văn phong la say mà việt văn hòa rồi à cho mù lên nhờ ảnh đoạn nó mù xin cảm ơn sốn ở lời sốn ở ôi bà năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bà? 64. Ồ, nhiều chẳng. 64 nữa là... Giáp tuất. Dạ. Bà mày con khỏe chưa? Hả? 64 nữa mà con khỏe chưa? Khỏe cơ bà. Hai cái hát nên là khỏe mà. Hát nó còn phải là nhiều màu của hát nữa không? Kha là hát đi giọt này. Đi à, hồi đi họ bọc cử bát hát đến cái bài đang nằm đến cái
bay kiểu hòa bình nên cái nên cái bay mùa mà giá cực tròn tròn chi rê mi tròn tròn chi rê mi tròn tròn chi đồ chi tròn là rê đồ chi là tròn phước cử bản hát nên cái bay đang nằm ở quải quải dài ôi đây nằm để chỉ để thanh phong lâu đi cái đi cổ đồng nên cái hồ khổ hiểu vậy là đoan mân lượng đây là cử hát cử ho cho bầu đi xèo vậy là đây là đến cái dân công bày đi rồi mẹ biết dân công có cả cụ già phơ phơ tóc bạc thế mà cũng hăng là lên nằm cơ hội mày mệt đã đánh mà chứ ra lù ngay nó còn nhớ ẩn lại nó có nên nằm hăng quyền gặp nề cơ đi mày chứ ra lù ngay sẵn mới từ năm này đấy đều nhớ đều oi rồi cứ đỡ rồi ôi nhau rồi dạ lù đấy thôi đi gương cạch đi cái đoạn nó dạ cái đoạn nó dung đến quạch cạch ở trong đấy là thu đấy là bốn bài đấy còn nữa là cạch trên bốn đoạn con mua bài xương chặt kha dạ lô là có những bài được xuân này con bài xương chặt kha chuối kha đi nữa dạ mình kha chi hỡi mình kha mình kha chứ rên buôn sùng bao buôn quan chìm chỉ nó là chồng rác con nề cà đòn ở trang keo đôn quan vàng rễ hột vậy là đứng hột mân chi vàng ơi đứng hột mân chi vàng chứ mù một năm một khá đi đến nhà con ơi được chỉ con nở được bắt mù đi à hay đi à để nha con nở cài con nở cài bắt mũ đi đinh đi đồ rồi mới mũi có ngay đời à đô mô à nòn giạc vạc mũ ở lia đoan đi đàm mũ măn cơ no con dù y à vằng đừng ngã vàng bộ man chi à nhỏ nhỏ đừng ngã rõ mê man chi nhanh ở nhanh con có bộ mê ra con đâm đâm ở đang bộ khả việc ồ có bộ mê ra chỉ con điệp cứ sai con hiếu đôn trương mày phải chịu ở kẻ khổ khổ nó khổ cho mẹ con đi chứ mẹ một năm một kha nhớ bu bi nam nề đại rằng rồi mới mẹ có ngay lao lao nhớ cương mời đục mình chứ mẹ cả sụp cả xíu nhớ con củi chai hung khởm mơ dao củi chai hung khởm dao rồi vừa chai rồi vừa dạch để vừa hạch vừa rầm có ngay mê mặc ảo chung dâm thâm thâm ở đền rào rầm ơi chứ mê một năm một kha chim cu mân ổ bột ở rào chào khào mân ổ ken cu đu mu mân ổ rôn ở sai rồi mới mẹ có ngay nghĩ lại ngay rồi quần mẹ mang ai khổn lầm ba đêm mày ăn bà trở quầy nàng buồn khàng mà đòn rác ở bên lúc nó cũng đẩy trên phình con mung mà kề bịp bung nó xào chỉ để cho quân năm bung nó nhớ hùng lu đâm mê mê ăn đầy đầy lệ đầy lạc nhớ lu đâm bầu
không đi mê đi đến nhà con nói dâu ta mê ăn xì trở mân nở kể cả con nở nó chưa không khà đến ban cơm trâu ở đặc và ta mê ăn ơi ăn rồi ngày nó mê làm chuối viên kha các quân khẩm đôi chỗ trùng ở lên cha mê bên ngàn rừng rung che nhớ vầng quên vậy là hết hết rồi cười cười mãi cười đâu hiện thạch thanh ăn cười là cháu là cháu muốn lên thăm bà lâu lắm rồi mà mấy hôm nay cháu đi trời nó mưa rồi cháu bị lạc đường. Hôm qua là cháu hẹn với anh Phi Hùng rồi cháu lên sáng hôm qua là vào thăm bà mà cháu bị lỡ đường ở dưới Thạch An á, nên lên cháu lên đến đây rồi lên. Thế đã nghe con cháu hắn mách trước rồi, hắn mách từ cái ngày hắn chưa vào Việt Nam à. Dạ. À, hắn nói là hắn gặp một người ở trong Vũng Tàu, thế là hỏi địa chỉ, hỏi tên bà, cháu ông nói là bà Xuyên, nói ở đâu, ở chỗ đó là cứ lên cái làng Vin, thế là hắn nói dứa, có dạ. Đúng không nè? Dạ. Nó, hắn nói là hắn không nhớ cái tên thống nhất, hắn nói là cái làng Vin, dạ. Thế là lên là cứ hỏi nhà bà Xuyên là dặn dứa, dạ, dạ. Thế là hắn biểu là bà ở nhà cứ chờ thôi, biểu là cứ lên đến cái đầu xã Thầy Tượng này, mà hỏi cái làng Vin này, nói là hỏi nhà bà Xuyên người ta dẫn cho. Thế là nghe con cháu mách vậy. Dạ. Nói là hắn lại hắn lại nói không biết nó nói đùa hay nó nói thật, nói là người ta đi dưới rồi người ta cho bà lên tivi đấy. Ôi trời ơi, cho lên tivi làm gì, người đã già đã xấu như thế này.